Hoàng hậu Chủ Tử, Thái hậu qua 70 tuổi, nhưng người không bao giờ lo lắng. Tại vì sao? Bởi vì Thái hậu dựa vào con trai của mình, chứ không phải là trưởng phu. Hai nhân vật này hoàn toàn không hề giống nhau. Gà ngon như vậy mà đi phối với đùi hun khói nặng mùi, khách lấn ác chủ. Chẳng nói không uống là không uống. Nương nương, tiên nương, bổn cung quý phi hỗn xược. Hoàng đế điều tra ai từng giở trò đen tối, ai quỷ tan vật, sự thật có thể phơi bày, dĩ nhiên là tốt. Chỉ e là sẽ có người ngồi không yên nữa. Nếu như nó giỏi, đương nhiên là con cháu của ai từng giác la. Nếu nó không giỏi thì cũng không thể đẩy nó cho Ô Lạp Na Lạp Thị chứ. Màn của hai vị hoàng đích phải có người gánh. Năm đó ai gia cho ả vào đó cũng là vì như vậy. Bây giờ ý nghĩ này vẫn không thay đổi. Người có lòng nghi ngờ nặng nề cũng chính là không.